Rồi em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay em tranh thủ giờ này em quay là hơi trễ, là 7:20 rồi. Vậy nên em chỉ sáng giờ em chưa có, em đi công việc nên em muốn chưa soạn hàng gì tới anh em. Hôm nay em soạn em về em tranh thủ soạn xong được mấy con nêu để lên giao lưu với anh em, lấy tương tác. Ngày mai em soạn hàng xong rồi em lên sau. Thì các giao dịch của bên em vẫn là một chứng khoán đủ free ship, hai code cộng dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu dùm em, và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giúp em, bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em có mấy con new mà để dành anh em thích hàng new mồi thuốc, là anh em mua cho tặng hay gì đó. Tại em hôm nay em không có làm cái em không có thời gian em làm cái hàng qua sử dụng. Đây là một con Stead Rome, xước bụi, sản xuất 2019, tình trạng là new full book. Những cái con này thì em chưa có canh chỉnh cho anh em. Nếu anh em chốt mà yêu cầu em canh chỉnh cốt lề cho nó cứng cáp hay là canh chỉnh năm thì anh em có thể yêu cầu em ha. Thì những con new thì em để thường vậy, em để em lên em quay rồi giao lưu với anh em luôn. Mình chưa hề qua canh chỉnh gì cả. Rồi con này ruột trùng 5 tháng G19 luôn nha anh em. Tình trạng là new nha. Cốt lề nó cũng dẫn hàng, sau này nó để cốt lề nó rơ để tránh tình trạng xài theo thời gian cái lề á nó sẽ mỏng, nó mòn những cái chấu lề á, thành ra nó không có để chắc chắn như là hàng xưa. Hàng xưa thì thường anh em gặp nó cứng cáp lắm. Rồi 400 cành cho anh em nào cần hàng mồi thuốc 2019 ha. Giao lưu để tương tác với anh em để rảnh thì ngày mai em sẽ làm hàng khác em lên. Rồi mã số 1. Giờ này hôm nay cho em up trễ rồi anh em ơi. Giờ này em quay là 7:20 á. Hôm nay có việc. 400 cành. Rồi mã số 2 là một con vinh tạc, bút vinh tạc luôn ha. Bút vinh tạc. Sản xuất 2020. Cái không 2020 này á anh em để ý nó sẽ vẫn còn bát. Sẽ vẫn còn bát ha. Qua 21 22 á thì nó đã thành là rep 1937 rồi, nó mất cái bát 2003 2695 rồi ha. Nên nếu mà chơi thì mình có chơi chọn thì chọn từ 20 này trở về trước thì nó sẽ còn là cái bát này. Còn qua 21 là nó đã hình như 21 là nó đã là replica 1937 rồi nha anh em. Nó không còn bát này nữa đâu ha. Thì cái mọc này vẫn còn là giống như là cái mọc, những cái mọc trở về trước La Mã rồi này nọ nha. Là nó còn bát ha. Còn qua năm 21 á, là nó đã chuyển qua là replica 1937, mọc nó dập rõ như vậy luôn. Con này là new nha anh em, chưa qua sử dụng luôn ha. Có bút bút rep của bút vintage của cái để chữ vintage. Em đọc là vintage nhưng mà thật sự đó để là chữ, nếu mà anh em đánh là vintage 1937 nhớ lộn qua cái con rep 35 với rep 41 sau này. Và cái con này nó giờ là dạng đầu năm cuối năm nha anh em. Ruột nó là đầu năm 21 ha. Dòng vinh tẹt. Hay dòng vinh tẹt ha anh em. Chặt gốc. Vậy anh em nhớ lưu ý là hiện tại cái mọc này 20 này vẫn còn cái bát này nè. Sau này anh em gặp 21, 22 thì nó không có còn cái bát 2003, 2695 này nữa. 450 cành nha anh em.
em thích chơi dòng kinh tạc nè, đầu bằng đít bằng chặt gốc thì chơi con này. Theo em thì cái vấn đề nó lệch ruột thì nó cũng chẳng sao đâu, tại vì theo mình ấy thôi, chứ còn nhiều con đó, thường lệch đầu năm cuối năm là chuyện bình thường nè. Này là lệch chuẩn hãng á, tại vì hai cái dây chuyền của thằng sản xuất ruột và vỏ nó khác nhau, và tới khi nào mình trộn lại nó lắp thì đâu, nó đâu phải là như mình ngồi lựa từng cái ra để mình lắp cho nó ấy đâu. Xử lý bằng tự động bằng máy móc hết. Mã số 2450. Nha anh em, nhớ lưu ý là cái bát nó vẫn còn nè nha anh em. Qua 21 thì nó chuyển qua đây rồi. Đây một em vinh tạc nữa. Mà anh em này có chủ đề là nhà máy Zippo 2016 ha. Đây bát 2003-2695. Đây cũng là dòng vinh tạc. Mà con này thì nó có chủ đề, con này nằm trong cái set catalog. Sáu anh em. Tình trạng new hết nha anh em. Đây. Ruột chục năm ha. Con này có chủ đề là cái chủ đề nhà máy Zippo. Rồi con này 550. Tất cả đều nêu nên em quay nhanh nhanh để em up video cho kịp giờ, có thể nhiều anh em đang chờ xem video đó, anh em thông cảm giúp em nha. Còn trong tình trạng thì em bao cho anh em là những cái con này là nó new hết. Rồi em có con này, con một con xả, một con xả các chủ đề. Một con xả các chủ đề ha. Mà bằng full nắp. Con này là con xả rơm nha anh em, và được khắc chủ đề nha. Và mọc của nó là mọc silver black, mọc này xuất riêng cho thị trường châu Âu. Đúng rồi, mọc này xuất riêng cho thị trường châu Âu, và nó là mạ bạc là silver nè, bạc và black là mạ bạc, và được cắt laser tại Việt Nam, cắt sâu anh em để nội lộ những cái chi tiết hoa văn lên, nó khá đẹp. Tình trạng góc cạnh thì khá đẹp nha. Con này là xả, chính xác là xả lớp mạ bạc. Nó là silver black nè anh em. Con này ruột ra khá đẹp. Trời, ruột trong 5 tháng. Ruột như một cái ruột new. Ok à. Vỏ này thì vỏ xả lớp mạ bạc khắc chủ đề tại Việt Nam nha anh em. Anh em lưu ý những cái này giùm em. Cái chủ đề khắc Việt Nam là em nói chủ đề khắc Việt Nam ha. Còn chủ đề nào em sẽ bao, cam kết zin hãng cho anh em thì em bao. Và khi những anh em nào mà nhận cho những cái hàng mà em mô tả mà không đúng như vậy á, em bao quay đầu cho anh em. Anh em khỏi phải lo, tới với em là khỏi phải lo ha. Tình trạng như thế nào, sửa chữa hay chưa sửa chữa em đều báo hết. Còn nếu như mà anh em về cứ nhận hàng mà nếu mà không đúng như mô tả trên video của em á, thì anh em có quyền quay đầu, em sẽ nhận hàng quay đầu lại cho anh em. Khá đẹp đó nè, ruột trùng 5 tháng và cái mọc là mọc silver black. Mọc này xuất riêng cho thị trường châu Âu, giờ mọc này là mạ bạc, cái dòng mạ bạc mà xuất riêng cho thị trường châu Âu. 650 cành.
cái ruột nó như niêu luôn á, ruột như ruột niêu. Mã số 4 650, lại tặng cho anh một cái bút, một cái bút linh kiện cho nó hợp hợp nhãn luôn ha. Rồi em lên một con la mã, con này chủ đề nó cũng hay, nhưng mà cái con này nó có một cái lỗi, cái lỗi của nó là một cái lỗi lớp mạ của nó. Con này là lớp mạ nó, mà cái màu của nó màu khá lạ luôn á nè, bản limited đằng đàng hoàng. Và cái chủ đề đó là chủ đề về nữ ca sĩ và kim diễn viên Madonna, diễn viên nước. Thì những cái anh lớn tuổi thì chắc nghe cái tên của cô này thì chắc chắn là khỏi chạy đâu rồi, nổi tiếng, vừa ca sĩ đẹp mà. Nhưng em đây em còn biết cổ nữa mà, em 83 chứ em còn biết cổ mà. Madonna ha, ca sĩ kịp diễn viên để trên nốt luôn nè, sản xuất năm 98. Cái chủ đề này nó cũng khá là ít trên cái Zippo và theo cái kiểu mạ này. Em thấy kiểu mạ nó lạ không? Mà cái lớp mạ này nó bị lỗi hay sao? Nó bị lỗi. Ở đây nó bị lỗi lớp mạ. Chủ đề quá hay luôn. Limited luôn. Uổng cho một cái con Zip. À, con này nó chưa hay qua sử dụng luôn nha anh em coi bụi bặm nè. Kẹt đá nè, anh em thấy không, đây là bụi bặm nè. Bụi tới ruột luôn. Anh nào hồi đó thích thầm cô này thì giờ mua con này về chân cũng được nè anh em. Cô này khá nổi tiếng rồi anh em, mấy anh lớn tuổi chắc biết rõ cô này. Rồi em tặng một cái bút này để anh em trưng bày. Con này nếu mà nó không bị lỗi cái lớp mạ nó thì cái giá nó cũng, giá thành nó cũng cao, nó phải chủ đề, những chủ đề lạ anh em, kiểu gọi là những chủ đề lạ. Cô ca sĩ này cũng nổi tiếng, khá nổi tiếng rồi. Con này em giao lưu với anh em 800 800 ha anh em. Tiếp cho một cái chủ đề. Rồi, con này hôm nay em sell cái con này luôn cho anh em đây nè. Đây là một cái con có bút đầy đủ hợp để làm quà tặng. Chủ đề về Shinjo 5. Bút của nó luôn. Giờ hàng chuẩn bị về giờ phải đem bán tháo bán đổ. Cái tên giá nó còn nguyên siêu. Bản limited edition 0332. Nó còn nguyên siêu luôn nha anh em. Anh em làm quà tặng hay là có thể để trưng bày những con ship mà. Đây là những cái điểm, cái vết oxy hóa của cái lớp mạ bạc thôi. Con này nó cũng chất lượng như là một con la mã luôn ha, đầu năm 2001, đầu tháng đầu năm. Còn nguyên siêu. Đây. Bút của nó luôn ha. Nay em bán 13 nên cần tiền thanh toán đó. Thanh toán là thanh toán tiền, mà cái tiền vận chuyển thôi. Tiền vận chuyển em khi những cái nhiều khi mà về nhiều nó kinh khủng lắm. Đừng nói tới tiền mà mua hàng, tiền mua hàng là phải thanh toán đủ trước khi. Nếu mà thấy cái mặt của tụi Zip này ở Việt Nam á là phải, anh em phải thanh toán đủ. Còn về đây là qua công ty vận chuyển thì nó sẽ phụ thu, rồi nó sẽ phí vận chuyển,
rồi nó tới đây đâu giao tới mình. Rồi con này em cũng giao lưu anh em 800k luôn. 800. Con này để cái bút này trưng bày nó cũng khá đẹp. Hôm nay chơi khô máu luôn rồi. Không còn máu để khô luôn rồi anh em. 800. Đây em có một con chủ đề này khá anh em cũng khá đáng chơi. Con này new còn tem luôn. Con này là một con bản kỷ niệm 200 năm. 200th anniversary American Angel. Bản kỷ niệm 200 năm đại bàng nước Mỹ. Đây là một cái đại bàng đầu trắng, thì là một cái biểu tượng mà nước Mỹ nó lấy làm một cái biểu tượng mà gọi là chính luôn. Nó là sức mạnh rồi nhanh nhẹn ha. Bởi vì trên những cái binh chủng hay là những cái quân đội hay là những cái con dấu hay là nói chung là đều có một cái hình con chim đại bàng cả. Hay là bàng đầu trắng này không có phải là chuyện bình thường mà tự nhiên mà nó Zippo mà nó lấy lên cái hình như vậy để lên đâu anh em. Và đây là một cái bản kỷ niệm 200 năm. 200 năm đại bàng nước Mỹ. Con này đây là những cái này em còn chưa có vệ sinh mà. Cái này cana thì nó ra hết anh em. Này cana là bao ra hết. Em xử lý luôn cho anh em để anh em nhìn thấy dơ, anh em sợ anh em dám chốt, sợ nó bị gì hả. Em làm cho nó xong luôn có rồi. Bởi vì nhiều cái mình nói bằng miệng thì có thể là mình không có chứng minh được, mình phải làm cho nó rõ ràng. Sẽ lao sơ ít sẵn thì lao luôn chứ lao sơ kim. Đây là cana nè anh em. Em mua ổ cana về xài để dành đánh xe đồ này nọ rồi chơi zip mình thấy luôn. Này còn nguyên tem á nha anh em, tem nó vẫn còn nguyên không? Những con mã bạc hay là mã vàng á, anh em cũng lao cà na là được rồi ha, đừng có chơi cái auto son nó chỉ dành riêng cho những cái con đồng á, nó xuống màu á, nó đánh bay cái lớp đồng ra nó sáng bóng đẹp lắm. Còn những cái con mà mã vàng mã bạc á, anh em nên sử dụng cái cà na này thôi được rồi. Cà na này nó nhẹ hơn cái thằng auto son nó, anh em quýnh quá tay là nó bay lớp mài vàng lớp mà bạc luôn á. Tại sao nó bay là tại vì nó chỉ là mạ chứ nó đâu phải là khói đâu mà không bay. Khói thì nó cũng vẫn bay đó, nhưng mà cái độ bay thì nó anh em không có thể nào mà biết được, tại vì nó là khói, thành ra nó vẫn giữ được cái màu vàng hoặc là màu bạc hoài. Còn mạ lên rồi quýnh là nó bay luôn á. Rồi ok ha. Để nhiều khi để phải lao lại cho anh em, để anh em nhìn thấy con zip nó phải rõ ràng. Để nó dơ bẩn này nhưng mà đây cái chủ đề cũng khá là giá trị sưu tầm,
cái chữ 200 năm anniversary American Idol, rồi kỷ niệm 200 năm đại bàng của nước Mỹ. Mà đại bàng đầu trắng thì nước Mỹ là lấy đó, nó là một cái biểu tượng, một biểu tượng lớn luôn rồi. Từ cho con dấu tổng thống hay là những cái binh chủng, anh em đều thấy có những con chim đại bàng đứng dang cánh, đậu trên mũi tên, hay là đậu lên những đậu trên mũi tên, rồi cầm mũi tên, rồi cầm nhành lúa. Rồi con này 1150, anh em trưng bày sưu tầm chơi, giá trị nó khá cao đó nè, chứ không phải giỡn. Số mấy rồi? 1 2 3 4 5 6, bài mã số 7 ha. Mã số 5, mã số 6 thì con nào cũng 800, con đề số, con đề la mã, anh em thích chơi con nào anh em chơi. Con này 1150. Rồi hôm nay em tạm thời lên bao nhiêu đây để kịp, bây giờ này cũng 7:45 rồi. Nên em tạm thời hôm nay em lên bao nhiêu đây giao lưu với anh em, tương tác với anh em. Rồi ngày mai để em soạn mấy cái hàng qua sử dụng, hàng mồi thuốc để giao lưu với anh em, cũng có lên song song hàng new. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Em cảm ơn rất là nhiều. Và anh em nhớ đăng ký thì nhớ bật vào cái chuông thông báo để mỗi khi em lên video thì có thông báo tới anh em, để anh em đón xem. Xem vui thì cũng xem để tham khảo cũng được. Vậy là em cảm ơn rất là nhiều rồi. Không cần phải là có ủng hộ chốt thì mới lên xem ha anh em. Cứ xem đi, mình có nhiều cái kinh nghiệm thì nhiều khi em gặp trên cái con zip thì em chia sẻ với anh em, để anh em chưa biết thì có thể là mình biết, hiểu biết nhiều thêm. Rồi thì em cũng xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.